Điều gì xảy ra nếu chúng ta thường xuyên ăn nho? Nếu xem video này xong, mọi người chúng ta sẽ thích ăn nho cho mà xem. Lợi ích đầu tiên đó là trong nho chứa rất là nhiều chất xơ nhưng lại ít calo, thì công dụng nó sẽ giúp cải thiện nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Theo các nghiên cứu thì chế độ ăn giàu chất xơ có thể giúp giảm 20-30% nguy cơ táo bón và đồng thời cũng giúp giảm cân bằng cách cân bằng cái lượng calo và chất béo tích tụ trong cơ thể. Thứ hai đó là trong nho người ta thấy nó có một cái chất có tên gọi là resveratrol. Chất này có tác dụng làm tan cholesterol, ngăn ngừa tình trạng cholesterol máu cao và giữ cho tim mạch khỏe mạnh. Các nghiên cứu cho thấy là resveratrol nó có thể giúp giảm 20% lượng cholesterol xấu và có thể giúp tăng mật độ xương lên đến 12% ở phụ nữ mãn kinh và đồng thời sẽ bảo vệ gan khỏi nguy cơ suy giảm chức năng. Resveratrol cũng đã được chứng minh có thể giúp giảm 30-40% sự tổn thương gan trong các nghiên cứu trên động vật. Vì vậy, nho là một cái hợp chất rất là tốt cho tim mạch và sức khỏe của gan. Thứ ba đó là trong thành phần của nho rất là dồi dào chất chống oxy hóa. Nó sẽ giúp hấp thụ cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt và giảm nguy cơ bệnh tim. Các chất chống oxy hóa trong nho được nghiên cứu có thể giúp giảm 25% chỉ số cholesterol LDL. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa này còn giúp giảm hơn 50% nguy cơ phát triển các tế bào ung thư, đồng thời cũng giúp giảm căng thẳng, trấn an tinh thần và giúp bảo vệ da khỏi các tác hại của tia cực tím, giảm nguy cơ hình thành đốm đen, nếp nhăn. Và đặc biệt đó là chất chống oxy hóa sẽ giúp cải thiện chức năng trí não, ngăn ngừa bệnh Alzheimer và Parkinson. Thứ tư đó là các hợp chất polyphenol và acid phenolic sẽ giúp giảm lipid và chống viêm, giảm nguy cơ suy tim. Polyphenol có thể giảm mức độ viêm nhiễm lên đến 25% và polyphenol này cũng giúp bảo vệ gan và giảm nguy cơ suy gan. Điều thứ năm đó là nho là một cái nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất cực kỳ dồi dào. Các loại khoáng chất như là canxi, magie, kali, phosphor, mangan, vitamin K giúp xương chắc khỏe và các nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn giàu canxi và vitamin K có thể giúp tăng mật độ xương lên đến 15%. Vì vậy, nho là một thực phẩm rất là tốt cho người lớn tuổi chúng ta muốn phòng ngừa loãng xương. Điều thứ sáu đó là nho là một cái nguồn cung cấp vitamin A cực kỳ dồi dào nên tác dụng của nó sẽ là giúp duy trì thị lực, ngăn ngừa những bệnh về mắt như là thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể. Và vitamin A có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng lên đến 30%. Và điều thứ bảy đó là nho cũng là một cái nguồn cung cấp rất là giàu vitamin C và vitamin E, sẽ giúp làm trẻ hóa tế bào da. Vitamin C và vitamin E được chứng minh làm tăng độ đàn hồi của da lên đến 20% và giữ độ ẩm cho da, tăng độ đàn hồi và lưu thông máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin E có thể giúp cải thiện độ ẩm trên da lên đến 30%. Như vậy đó là những lợi ích cực kỳ tốt mà quả nho có thể mang lại cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy mọi người chúng ta nên bổ sung nho vào trong chế độ ăn hàng ngày để đạt được những lợi ích sức khỏe như trên nhé. Quý vị và các bạn có thể xem thêm những video khác bên tay trái hoặc bên tay phải của Dược Sĩ Đạt. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký trên kênh của Dược Sĩ Đạt để cập nhật thêm những kiến thức hữu ích cho sức khỏe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.